cả chư quý vị đạo thông ban tín đồ Phật giáo ở đây cùng bên Úc Châu kỳ dân cư sĩ, cùng tất cả các bạn đạo, hôm nay thì giờ này cũng đã gần tối rồi, phút rồi, có đồng đạo về để chung vui trong cái đêm giao thừa đó, kỳ dân. Thì thầy có nhớ với con là một năm mà tại sao hôm nay lại mình đã hưởng được năm giáp thìn, tốt quá, xấu quá, thiện quá, ác quá. Cho nên thầy muốn tâm sự cùng với tất cả quý đạo diệu anh em của mình ở trong đoàn phái Bụ Sơn Kỳ Hương, mà kỳ dân cư sĩ là một vị để hướng dẫn, cố vấn, tìm hiểu, dịch diệt để đem lợi ích cho tất cả anh em của mình trong đồng đạo, để biết được sự tích của tất cả các ngài, các quan ngài và vua chúa diệu đời. Còn thầy thì kỳ dân hiểu học trò thông minh, nhà dân mà gặp thầy dốt. Thầy có nói với kỳ dân rằng thầy dốt đặc nha, không phải dốt mà nét nha, đặc thơ thi phú để rao giận. Buổi chiều kính mến chúc kỳ dân sức khỏe mặn mà đây sắp tới, câu thơ thi phú ráng chuyên cần, niệm Phật đi tròn đặng về quê, nhẹ tâm nhẹ tánh nắm bồ đề, trò ơi cố gắng gương để lại, nhớ nhớ đừng quên tâm nguyện thề. Bài bộ hôm nay lý đạo nhân từ xa rồi lại ác được gần, thiên cơ sắp đến làm sao nói. Nói nhiều chúng mệt cứ cân phân, nếu hiểu như trò hay hơn trò là tốt thay, không hiểu miệng kia quá thầy đấy. Nói trời nói đất còn tán tụng với đời chớ vô ai, bần sĩ là thầy không xưng hô. Ngày nay ý nói chẳng trầm trồ, gần ngày trở bước về cung nội của trời đại sắc vô. Hôm nay cũng là còn mấy tiếng nữa là giao thừa rồi, tất cả đồng đạo anh em để về đây diện kiến cùng là ăn tết nghèo rau dưa muối dưới bần sĩ kỳ dân ơi. Thầy xin chúc tết trọn được dạng sự bình an, gia đình được mình giỏi hết, và đứa con cũng ngoan ngoãn để sự đức độ của trò bao hàm cho nó được có một cái phước báo. Như thế thầy cũng nhắm trò lâu nhưng mạnh trò tu niệm và sinh hoạt và liên ban với tất cả mọi người để chia sẻ, mặt thầy thì thầy cũng còn có trách nhiệm để bôi dưới đò đưa chúng sanh qua bể. Nhưng kỳ dân ơi, chiếc đò, chiếc thuyền ấy thầy đã đem về non gửi rồi trò. Gỡ tạm nghỉ qua mùa xuân này, coi sóng biển như sao cuộc đời sẽ ra sao. Và năm giáp tình này, một phương trượng nào hay là như sao để nắm cho rõ, để báo lại cho tất cả anh em dân chúng của mình và ráng cố gắng tu hành cho chân thật và phải rốt ráo dùng dậy cho nó mau, thức tỉnh liền, nắm bắt liền, soi thấy liền mới tránh khỏi phong ba bão tố kể từ đây. Giáp mặt với kẻ thù, giáp mặt với người thương, giáp mặt với cuộc đời, cả hai điều phải tự chọn. Cũng như anh bạn này anh bạn kia đi xa xôi không biết bao nhiêu
ngày năm tháng. Ồ bữa nay, hồi ơi bữa nay tại sao mình giáp mặt với nhau như thế này nè. Anh ngồi đây cho tôi hỏi anh, sao cách sao phải làm, anh đi nước ngoài ở, em ở nước trong, nhưng mà bây giờ hỏi anh có được phát triển gì không, có giàu không, hay là anh có cái gì khác không, cho em biết đi. Đó thì mình hôm nay cái cơ đạo của buổi cuối cùng này, giác tình này, hỏi lại dân chúng, hỏi lại tánh mạng, hỏi lại vũ trụ, hỏi lại đất trời, trời Phật ơi, giác rồi, khích biết rồi, con phải làm sao đây chứ? Coi ai, ai thù, ai hận, ai khôn, ai ngoan, ai điên, ai khùng, ai ác, ai lố lăng, thì đây là Thượng Đế đã vô sổ tử rồi, không thể tránh khỏi đâu. Mà mình là một con đạo, một đứa con của Ngài, hạt bụi, hạt cát, mình leo lệ quá cao. Nói chung là khắp bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới, anh nào cũng phải chịu tội với Thượng Đế kể từ đây. Trắng tay mua mẹo, các anh có đánh đổi nào cao xa nào, anh cũng phải thua. Thua bàn tay anh khéo léo cỡ nào, anh cũng thua bàn tay Phật Tổ Như Lai. Cùng là trí tuệ, trí óc của tất cả các nước, không phải thường kỳ dân ơi. Chế tạo tất cả còn tạo, tạo polo bay trên kia, bay lên không gian để sinh ở trên cái đất, đất 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 dần trăng đang sáng, thì trò thấy nó đâu có thường đâu, nhưng mà kỳ này là kỳ vũ bụi. Đây bài này thầy xin tặng kỳ dần trước. Bài thân đã bảo giao thừa, giác thịnh còn nhớ xóm chưa ráng cầu, biển trần lặn đổi quá lâu, thở rằng ông đã chưa ngồi câu không hồi, đời tạm khổ lắm dân ơi, thầy trò mà dám tiếng trao dồi đấy ơi con, bao năm sức mòn ơi mòn, nhưng mà Phật đức vẫn còn thấm sâu con ơi, thầy mặc nhiếp cầu còn con vẫn đạo đi ở đâu cũng mơ hồi. Đến đây kết thúc đời rồi, làm sao mà tránh khỏi ôi thôi bớ trần. Thở này thầy gửi kỳ dẫn si kim lưỡng cổ lợi gần con hay, thiên nhiên mái táo dẫn xây cơ buồn, thầy nắm mà thầy xây trong ngần. Là thơ thầy biểu kỳ dẫn mùa xuân năm mới, được gần Phật tiên ráng đi con hỡi làm hiền, lớp thì dân tự trao liền thi thơ, ngày nay sự thế tới giờ, ráng lo chu đáo sang bờ nghe con. Đạo hiểu nghĩa lo tròn chi khi, ẩn tông đường lấy trí để trì, con ơi đừng lựng đừng si, ơn cha mà nghe mẹ công thì quá cao, còn trò chịu đựng quá rồi, nói ra nước mắt phản hồi khỏi mi, lĩnh truyền thầy phải ra đi. Cứu người mà bị sập vậy thì biển ơi, hứa trò mai mốt thầy về, một lần mà thăm chúng tử về quạnh hiu, lá thơ thầy đã réo kêu kỳ dân mà cư sĩ sớm chiều ráng lo. Phổ thầy bơ chiếc thuyền to biển khơi sông lớn,
lần dò được ở quên. Chưa ngày hát bán nhàn ca trùng trùng điệp điệp quỷ má chập đường. Nhìn đi không thấy thế lương kỳ dân cư sĩ tận tường. Mắt trong rãng tụ cú giống cú dòng. Thì còn ở lại đâu sòng ít thôi. Thương tất cả sắp trôi ra bài. Thường nhân sanh đây cải Phật trời. Kỳ này phải chịu chơi ơi. Đừng ai nay thở kêu trời than gian. Tại mình ăn ở hột mang ăn ở xấu xí. Bình trang được nào bên Tây, bên Đức, bên Nhật, bên Thảo, bên Nam cũng vậy có nào khác đâu. Thầy về một phút thầy tâu tâu qua thượng đế. Thầy sầu biết bao tâu rằng ôi hỡi trời cao. Nếu cha mà diệt hết đồng bào còn đâu. Xin cha tha bớt não sầu. Con nguyện một phiền chúng sống nấu tháng ngày. Ngồi buồn nói chuyện đêm nay. Gỡ thơ mà thăm đạo trong ngoài. Bình an xuân này đừng để dở dang. Tuy nghèo mình lại được mang đức lành. Lời này chúc hết chúng sanh ráng tu chỉ anh nhung hòa. Ráng đi ăn ở trọn nhà. Hy sinh cô giúp vậy mà hiền lương. Thở nay thầy đã tận thường gửi thăm mà các vị dài đường chứng minh. Đang tu nói sự sôi kinh. Nếu ai không khéo thì mình không nguy. Còn ngu thì bị vậy thì kêu trời kêu đất thêm thì tội thay. Kỳ dân cư sĩ là ngài thì cho con biết ngày mai thảm sâu. Mà người thế sự hiểu ở đâu. Lo bắt nhiệt cầu quỷ Mỹ đi qua. Còn mình bỏ chữ Di Đà, bỏ ông Phật Tổ, bỏ bà Quan Âm làm sao tay. Phật mình cầm chúng sanh ôi quá sai lầm rồi thôi. Bây giờ khó đứng không ngồi. Cận kề mà năm mới giao rồi cho ai. Giao thừa ai nhận là ai. Nói cho thầy biết đêm nay đi trò. Ai nhận việc đó đặng lo. Giao cho lũ vật lần dò hai sao. Giao thừa trời đất thanh cao. Một năm chỉ có ngày này mà thôi. Đêm nay thầy đã bồi hồi. Giao thừa mà giao hết chứ ai. Rồi thầy đi giao ai cũng sẽ không mơ. Thì họ đâu có nắm từ bi học hành. Giao cho các bạn hiền lành. Các con của Phật đâu gành tha phương. Mau mau chánh chánh đường đường tu hành. Phải ráng làm gương mỗi người. Lúc nào cũng phải vui tươi. Đây là năm mới chúc người bình an. Cả nhà cố gắng đừng than. Sau đây Phật đã giao sáng bất ngờ. Nhưng mà đừng có hững hờ. Dân ơi cũng mơ dậy đảo thời. Cũng mơ trong mơ. Ta đi phiền nhủ vòng vòng. Ta đi mà khắp cả nội trong đất trời. Thơ buồn ở khắp mọi nơi. Thơ sưng mà lại dậy thời tái tê. Sợ ta không biết đường về. Mừng xuân chi nữa bộn bề rối ren. Người phàm tục ngợi khen thái quá. Kỳ dân ơi cao cả nỗi niềm. Máu nào cũng chảy về tim. Còn lo thanh tịnh đêm điềm tẩy băng.
Ai tích tịch tình tan thi kề, trò nhín đi bảo vệ tinh thần đắng mà giúp đức giúp dân, giúp người mà hiền hậu chim cần ngại sao. Nhìn đi thấy đứng trời cao, mãi lông không nó có nào hiểu chưa. Trời chiều ban sáng lấy mưa, sấy mùa sấy tiết không chừa một ai, nói đêm nói tháng nói ngày. Đây là bần sĩ hằng ngày kêu đau, ráng ở tu trời đất thay màu, thay dân mà đổi vật thay nào. Núi ở non biển kia còn tắc còn mòn, huống chi thế sự mà còn bao qua lâu ngồi buồn nói chuyện đôi câu đông đêm mà năm mà mới rồi sầu thiết tha. Sầu cho ba tấm nhà nhà con không nó dạ, lụa là tả tơi. Vậy mà không biết cơ trời lùa nhau mà giỡn mà chơi tưng bừng. Thấy chưa, thấy mặt trời hừng, nhìn đi cho kỹ bảo dừng mu si. Nam mô Đức Phật từ bi nghe lời bần sĩ tu đi cho rồi, dù đi dù đứng dù ngồi kỳ dân phải nhớ ngày rồi thiết tha. Gặp trò thầy nói bái ba, miễn thầy thử thách là cùng đường tại điên. Dân lệnh Phật dương, dân lệnh của Phật đón trường biết bao. Ta đi dân lệnh trời cao chớ nào, dân dân lệnh quỷ màu sắc đen. Đừng mê mệt đua chen uổng lắm, đừng đua đòi mua sắm việc gì giáp ba thành nhiều nỗi ai bi. Con không mà nó giả chứ bệnh thì lang thang, lấp thì trở dọc trở ngang, lấp thì bị quỷ nó mang vô nhà báo. Anh báo chị báo bà tài gia bãi sản, vậy mà tiêu diêu năm tình có một chứ con nhiều. Bãi quá mà sớt lại tiêu điều nát tan, buồn đời bần sĩ thấu than. Nói cho trò biết gian nan bây giờ, thôi thôi sống đợi chịu chờ, lắng tâm mà thầy nói bên bờ không gian. Sống bùa tới đây hỏi muôn ngàn, thầy buồn thức trắng để rồi than. Giác thình nghe dễ mà không dễ, chắc vẫn phải chịu bi gian nan. Người hỏi người ơi, tội quá rồi, không đo chớ biết hơn cái đồi. Bây giờ không chịu lo cái xưa, còn thịnh còn si còn vắng thôi. Thơ gửi lá thơ ở đâu đây, khỏi trời khỏi Phật chẳng lễ thế. Một chút phép màu trời ban xuống, để diệt cứu đời cứu trần mê. Năm nay năm hẻo chưa rõ ràng, rộng về mà rộng mà loãng, không gian chưa trùng trùng. Bão gì mà mưa đến chưa đụng mờ đùng, tiêu nhà mà tiêu cửa không mờ cùng nay ở mây. Con mẹ
rõ rãi nói dài rình ăn mà của chúng mà thêm gài cũng mà chui cho năm mờ thành không có cái đức nguôi lượng quăng mà ăn uống mặc dùi trên mây ăn rồi rồi chiếm rồi xây rồi phun từ nước gấp đủ đầy chết nở luôn năm thành mất triệu xa muôn mưa gì mà không tạnh gió luồn chứ không ngừng ta nghe ta chẳng có mừng vì trên đã dặn ta dừng lại mau vì điện mới lại kêu rau đảo bần mà chí khí hùng hào biết có nhiêu quỳ sinh trên lực thiên điều còn còn ở lại biết có nhiêu tháng ngày thợ này ta gửi trong ngoài xem đi rồi biết rồi này rồi coi sau đây mất hết vàng thôi ta không có trù mắng nhưng đời ở trang đường đi vắng lặng hai hàng chợ không ai bán hàng nhịn thua người sao mà rụng như cua cô kia đã rụng càng cua tới bời bây giờ phải chịu dân ơi ta điên ta nói cơ trời chút thôi kỳ dân cư sĩ cứ ngồi trí ra mà rồi biết cho phân ngôi rồi tường còn ôi lý đạo nhà dương của trời của Phật mến thương cho về bây đâu ke sớ người tài bây giờ họp lại tư bề rất vui nhưng mà có mắt mà đuôi sắp đây đã tới bùi ngồi gấp 300 nghe đi sự thật không lầm nếu ai mà hỏi hận trăm tâm sửa liền tụ đâu có tốn đồng tiền mà lại gây phiền mang tội nghe dân nghe xa rồi lại nghe gần ta đẩy ông đảo chứ sĩ bằng chớ ai nói chuyện tất cả không hai một một ngôi mà biết hỏi chờ mượn ngôi kia kìa nói chơi chút nữa ta về ta đây mà ông đảo cành phía chứ đưa đòn chừng nào thấy cảnh tự do mình tu mình ráng lên đò ông bơi ông cá ông hát vậy thời hát rằng bà ba tánh chưa nghe lời yêu tinh ta đây thử thách đặng trình trình qua mà Phật ca chúa đặng nhìn quan dân thôi xa thôi lại thôi gần từ đây phải chịu cơ bằng trắng tay vậy mà cô bác không hay nhớ khi sư giải bám phải không nào một ông viên quá biết bao nói cho thế sự ngày nào chăm lo ráng mở tu lên được chiếc đò ráng tu nghe được cho hát cả hò trên mây ca tiên ca Phật của thầy tiên ông mà tiên trưởng đủ đầy họp thơ bây giờ ta nói mà chơi ta đâu dám lộ cơ trời hết trơn người ơi giảm bớt chỉ giận hờn để qua mà sự khổ trong cơn khốn nạn ta kêu thức dậy cả làng cả ấp cả huyện mau hàng phục đi chắp tay niệm Phật mau đi rồi thì thấy được Phật nghĩ ra đời đang đi bơ vơ người ơi thấy rồi chua chát cái đời nay mới ngộ ghê gái lại thành trai thấy chưa đảo ngược mà ai có thường gần ngày minh chúa sức đường thì ta mới hết đoạn trường nghe dân nói xa rồi lại nói gần
nói cho mà chung biết chim cần ngày sau. Cuộc đời như giấc chim bao, có tổn, có hôn, có gì mà hao. Hay là bị diệt, bị đào tru gì, than ôi hai chữ từ bi, đắp đường, đắp lỗ cho đi. Cận kề dễ mang chuối ngọc bồ đề, than ôi mà không biết cận kề Phật tiên. Ta là ông đảo khùng điên, điên thôi mà mấy kiếp cảnh tiên chưa về. Bây giờ chịu khổ nặng nề, nếu ai mà biết được chưa đề huệ kinh dân. Còn không mặc kệ tái trần, xong rồi ta lận chân đi. Bơi thuyền trở lại vậy thì không còn mà cứu thế làm chi buổi cùng. Ta đâu xưng bá xưng hùng, nếu ai xưng đó đục tùng ngày sau. Hôm nay thì đạo bần là bần sĩ, cũng không có phép màu, cũng không có gì mà phải nói. Đây là một như là một cái đài trên phát xuất, thì ở đây thì thầy phải gọi lên thôi, chứ không có gì đâu. Đây là đoạn 1. Đoạn 2 Đoạn 2 tại sao ủ rũ mờ ru, ngồi phanh mà tay rê không tu thất tình. Ai ơi muôn mắt mà nhìn, ngồi chi nghĩ chi như thế một mình quanh hiu. Nghe đi lời ông đã kêu, trần gian như sở búng thiêu cấp kỳ. Nghe rồi chân dẫm bước đi, nghe ta nói chuyện gì kỳ. Một hơi đùa chen danh vọng với đời, mà còn chọc tích Phật trời thiên môn. Lũ bây là thú là chồn, sau này đừng có ngó dòm thiên tiên. Thận ra cho buổi lý phiền, kiếp này mà phải trả trao liền như như. Tại sao mình lại làm hư, không làm mà được sự Phật dư thánh thần. Đêm khuya chuỗi hột ta lần, bây giờ ta nói chuyện dần lẫn sau. Dần ơi, dần hỏi ở đâu, ở đâu mà cùng ráng, đồng bào ráng lo. Của thiền chất đứng đầy kho, một tiếng hát hò nó đã trôi sông. Kính thưa tâm với cộng đồng, còn ngài phán xử chú ông coi chừng. Đừng vui, đừng thỉnh, đừng mừng, nghe ta mà nghe biết chờ nửa lần rồi coi. Không phải bần sĩ móc môi nói đây cho giống cho nòi được tin. Về nhà chai lạc trì kinh, quyết tu hỷ xả cho mình đừng mang. Ôi rồi tích thịt tịnh tan, nói xong trở lại An Giang cấp kỳ. Tháng ôi nhiều sự tự vi, lão bần chất chứa làm chi. Hồng trần chữa người hòa hiệp hòa lân, chữa người mà hiền hậu tâm thân nhung. Và đặng ta chớ đến trường tòa, gặp Phật mà gặp Tháp, chứ vậy mà an nhiên. Bình minh chưa lỗ tại miền, thị là khóc hận triền miên cùng trời. Tại dân không biết dân ơi, bây giờ đổi gấp ngôi trời gần rã. Ta đây thức dậy cánh ba, bây giờ sắp đã rặn ra đón chào. Giao thừa
giao thừa ai nấy xôn xao đặng chờ xem thử ngôi sao trên trời hay là dân dặn khắp nơi. Nghe chưa mà quý vị tiếp lời báo ngay. Chị nghe gió thổi mưa bay hay là nắng chát trong gai, hạt ào nghe bên tấn nghe bên tàu, hay là mình nghe Phật nói rồi vào thiền tu. Ráng đi đúng lực công phu giao thừa, vui vẻ lo thu quý người. Thôi ta chúc hết từ từ, sáng năm mà tiếp mới lại người cười chê. Đây rồi cũng tới năm dê, ai mà có phước đặng về xem chơi, còn không gãy hết gãy thời, gãy chân gãy cẳng gãy thời cổ tay. Con về đó chẳng mỉa mai, kiếm ăn rồi hét rồi la vàng rừng. Năm dê ba tánh chứ đừng mừng, còn đây sắp tới coi chừng không xa. Mái trời nay đổi căn qua, làm cho bần sĩ thiết tha ai hoài. Nhớ ngày nào đó thầy lại đi kêu đi réo hoài hoài không tin. Tới đây nói trận lôi đình, làm sao mà cụ kiếp chân tình hỏi dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bổn Sơn Kỳ Hương. Trong đêm nay còn mấy tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ sang mùa tiết mới. Kỳ chân cư sĩ, thầy xin kính mong trò cố gắng bên gốc trời, nơi đất khách trò là một tia ánh sáng, đừng để mờ mịt. Ráng bừng lên, ráng chiến đấu lên, để thắng tất cả những mặt mỏng tối đen mà nó đang quyến rũ, không để người tu được đó. Thì thầy mong mỏi cho thắng bên trong, không thắng bên ngoài. Thì càng ngày càng vũ bụi hết, càng ngày càng bị suy đồi hết. Cho nên Đức Thầy mới nói đó, bụi lố lăng Phật giáo suy đồi thì dân hiểu mà. Cho nên hôm nay thì thầy xin chúc tất cả hết đồng đạo hết đạo đồng hết, chứ không phải. Còn riêng buổi đầu tiên thì lá thơ này gửi cho kỳ dân cư sĩ và chúc xuân về. Mùa xuân năm mới ta chúc người, kỳ dân xem đó rồi vui tươi, mực mài cho vẹn người hiếu thảo, dân tự chữa dần quá vui tươi. Đêm nay vui vẻ hỏi mỗi nhà, kỳ dân si đoán nghiệm đã ra, có người đau khổ ôi tẻ lạnh, có người mất mẹ lại chết cha. Đêm nay rất tốt hạ ngày xuân, kẻ vui người khóc chúng ít mừng. Nếu tu biết được đâu có khổ, lúc nào tâm dạ cũng chấm hưng. Bây giờ xuân thì cũng đọc qua mấy câu sao nó ngập ngừng quá. Chắc năm nay mùa xuân này cũng không rớt đến độ quá đâu ha. Mọi nhà nhà chắc cũng tạm dùng mùa xuân này chưa phải. Nhưng thầy cho là mùa xuân vì là tới như vậy nha. Rồi thì cái mùa xuân này mà dĩ tiến ra đó, kỳ dân cư sĩ không biết bao nhiêu lời lẽ hết rồi. Bây giờ thầy xin tặng cho tất cả ba gia ba tánh đồng bào lá thơ xuân. Thầy hỏi, bần sĩ hỏi, ông đạo bần hỏi,
Xin kính thưa tất cả chư quý vị đồng bào bốn phương trong ngoài khắp tất cả năm châu bốn bể đất nước nào cũng vậy hết. Mùa xuân này có vui không? Trả lời trong thầm của mình, mùa xuân này tất cả bà con anh em dân chủng có vui không? Có buồn không? Có thấy mình thoải mái trên toàn cầu này không? Hay là có hạnh phúc gia đình của mình, con em cháu cha mẹ đoàn tụ lại không? Và xin hỏi trong xuân này tất cả đồng đạo anh em bốn phương, đạo Phật giáo, đạo Cao Đài giáo hoặc là bên Tịnh độ, thì thầy hỏi thăm để chúc xuân chúc lành hết tất cả trong trong tôn giáo và mẫu đạo của nước nhà của mình hoặc là trong võ trụ. Xin kính thưa quý vị, nếu có vui mừng thì mừng sĩ vui vẻ lắm, cầu cho tất cả các vị trong một vụ xuân mới. Còn nếu đừng buồn, xuân đến mà buồn cái gì đó, thì ngày xưa thầy có ca dao mấy câu đó, nhưng mà mấy câu đó bỏ đi nha. Nếu bây giờ mà có cái gì cũng đừng có nhận mấy lời thế thầy cũ đồ mới rồi nha không. Xuân Giáp Thìn rồi mình sẽ nghĩ sau đây. Giáp mặt người ân hay kẻ thù, hỏi người kiếm việc để lo thu. Giáp rồi ai nấy đều cũng biết, đừng để mất lần bậc sĩ nhu. Giáp Thìn tốt đẹp hỏi dường bao, hỏi khách xa xôi bậc anh hầu. Trọng tâm tiến hóa đầy trí tuệ hay là sinh sự ác phải lao? Xuân đến kỳ này rất là lo, con không no và mặt méo sò. Người ở Nam rồi người ở Bắc, thánh tình chưa bỏ cứ mì son. Dân hỏi dân ơi, xuân về rồi, tính gì mau lẹ tính cho xuân. Hay là rủ chi rồi chết thoát, chết gì tam giới sự cộng đồng đưa ra truy luận để phạt răn. Xuân đến rồi đấy phải lòng hằng, đừng mê danh lợi rồi bỏ uổng. Sao kìa đang tỏ cố mây dâm. Xuân đến rồi đây ai hay không, có người nước mắt lại khóc ròng. Xuân về tôi hỏi đâu có nhớ, vì xem cái tuổi chẳng còn đồng. Nghèo hỏi nghèo ơi, xuân tới đây bị ma bị quỷ sẽ bao vây. Trùng trùng điệp điệp mê hư ảo, đến phụ bạn đường làm sao hay. Xuân qua chưa tới thì rầu cho bốn bể năm mà cháu thêm mà buồn. Văn minh tại sao lý chưa lại buồn, mê chơi mất mát đồ điên cuồng nghĩ si. Cho
chỗ nào mà biết mà tri thì là chỗ đó được thì tồn lại, chứ chỗ nào nay miệt mây mây táo nhiều ác độc hồn bay cấp kỳ, cháu nào biết nghĩa lại ghi, biết trời biết đất cháu thì còn nguyên, cháu nào ăn ở ngửa nghiêng trưng bày độc ác bình nguyên không còn, cháu nào thương xót bà con thương dân mến nước thì còn trong tay. Từ đấy trời việc nhân tài, tài mà không đức đêm ngày tiêu tan, đức tài như sở chỉ chuông ngờ vàng, cháu nào cũng được rõ ràng như trăng. Ráng tu ráng sửa đồng hằng ý tài, mất đức chưa trời quăng biển hồ. Nói đây gửi thăm chú cô lá thơ mà tuyệt tuyệt, hiện giờ ta trao thơ này không có sắc màu, không chen không lấn không nào đua chăng. Thơ ta nhờ gió nhờ trăng nhờ ánh mà nguyệt ca đạo sầm bằng trong mơ mây. Thờ ta thờ của chư Phật thầy, gửi thăm mà bốn biển chư kỳ này năm châu. Bỏ đi hung dữ khỏi sầu, tạo gì mà ác thầm thầm sâu quá rồi thì thôi, phải chịu đây thôi. Nhận răng mà méo hoa miệng phép thôi, trời đề trời cho trời lấy lý về. Ta đây kinh nhắm tư về nghe chưa, đảo khùng nay thất mai thưa. Ai mà biểu đạo ngừng chưa, bây giờ nói lý rồi lại nói thơ, nói điên nói dại nói khờ nói ngu, nói rằng trăng tỏ sắp ba lu, trần gian bất hận bất thù mới xong. Nếu còn mãi mãi đừng trông, ta điên ta biết trong dòng thiên cơ, cho nên mới nói bây giờ. Đừng hững đừng hờ chết thảm nghe dân, bây giờ rổ rổ rần rần con rồng mà nó nga quậy tâm tình tăng thành. Ai lên nơi đó mà giành, chắc ta rằng trời định cho tăng thành phúc vậy. Tử rồi mở hỏi rồng mây, ai hiền mới được kỵ này giữa nương, còn không ôi hỏi trăm phương. Thấy chưa mà bá tánh chưa tận tượng hay không? Còn có bao nhiêu nữa thì đã đến năm mới rồi đó quý vị. Thì bây giờ bần sĩ xin tặng cho tất cả quý vị kèm thêm thơ bài Lô Tô. Gần sang năm mới, thế giới bình yên, hay bị đảo điên thua tiền thua bạc. Người tu cỡ hà, người giữ xuống sình, ta nói không tin, răng rình răng gập, sống đi, trời sắp thấy rõ như trăng. Cô bác thường hằng sớm tin chịu kể, nếu ai bỏ phê không có thua buồn. Tới đây điên cuồng đánh nhau quá xa, đánh rồi ăn cá, mày thắp mày thua, mày làm ông vua tới mùa cũng chết. Bị la bị lết bị hết cái đời, bổn rủng bời rời mê chơi sanh sự. Đời ăn miếng bự, đời chức quá cao,
muốn vượt đi nào trời cao muốn chim, từ này làm điếm cũng bị thua rồi. Bần sĩ xa xôi nói thôi chút xíu, thế vậy mà yếu mất vía mất thần. Đồ tốt ra sân kỳ này thử thách, có ai có cách ngăn cản được nào? Nước Nhật, nước Tàu, nước Tây, nước Tân, nước nào có dân bi lị nhiều hơn? Ta nói từng cơn lô thô ta thầm, nói rồi ta dặn cô bác bà con, đừng chuộng món ngon hao mòn vật chất, tiền kia đó mất, dù cất ở đâu, vàng cột mấy sâu, rồi sầu rồi biết, vàng đeo mấy chiếc, nó cũng bay đi. Nói hỏi gì kỳ và ai nghe thì hiểu, bài này đúng điệu, ôi hỏi thiên cơ, thế trần quá dơ, không thờ ai được. Còn sáo, còn sượt, còn dược lên trời, làm vua khắp nơi hoàn cầu mới chịu. Thật là phế nhiễu đúng điệu, ở đâu ta nói đâu câu ta rầu cho chúng. Đem tài dân cúng, đem của quăng đi, sớm hỏi từng khi ráng tu mơ khỏi màn này rửa tối. Ôi hỡi tung bay đã còn số hay. Năm Mô Di Đà Phật, hôm nay thì đêm 30 cũng gần giao thừa, tất cả đồng đạo chúng con gần xa mọi tỉnh đều về đây để thăm thầy ở tại rừng Buồn Tha La biên cương. Thì ở đây có một ông thầy, có một ông già, có một người đang điên. Đang điên gì không biết nữa, nhưng mà điên hoài chẳng hết điên. Ta điên chớ chẳng phải là ghiền, điên thương bả tánh hồn tư thường, mở nói ra lời lý Phật tiên. Điên của ai sai ta lâm phạm, điên này Đức Phật hỏi Cô Đàm, cũng chứng cho ta là điên dại. Điên dại kia kìa chẳng có âm, giao duyên ai nữa hỏi đêm nay, thừa nhận của trời của Như Lai. Ta đây mới nói nhiều như thế, bằng không quay lại chẳng có này. Thừa nhận lời giảng của Phật tiên, bảo ta xuống thế để bơi thuyền. Chủ du khắp nước khuyên ba tâm, khuyên mời khuyên hoài tở giữ điên. Sống bùa tới rồi dân hay không, chặt chờn lố dạng chốn biển đông. Ai mà che này trong cơ vui, ai hỏi lại đi chính lòng mình. Sông sâu bước đến rồi coi thử, thầy nguyện đất trời mọi thứ thăng. Đêm đã về khuya một mình ta, nói quanh nói bức cũng ấy là. Mong sao cô bác hằng sáu chữ, sáu chữ ở đâu chỉ là. Buồn thay bá tánh quá là buồn, không phải là riêng sao lại buồn. Hỏi gì không biết đang mê mẩn, như chùa tắt lặng hỏi tiếng chuông. Ai hỏi ai ơi có hay chưa, ta cho biết trước đặng ngăn ngừa. Dân bảo tới đây ôi lớn lắm, lớn hơn cái
cuộc hội ngày xưa. Tạ tôi tạ, thấy khổ sầu tìm về hang hổ nẻo cao sâu. Lỡ rồi mất kiếp người không biết, ai hiểu được đi đến đỉnh đầu. Dân ơi đêm giao thừa, ta buồn hỏi bá tánh chưa. Giật mình biết được đây năm mới hay cũ ta đã ngừa. Tớ đây nhiều sự khổ lắm đó, bình quân gặt loạn chẳng còn xa. Tần sáng năm việc làm chi nữa, bảo quản làm chi mất cửa nhà. Bậc này trung trực để nói ra, ráng tu gìn giữ nước Nam mà. Anh hùng số một là ai đây? Ta biết rồi, ta nảy trồi ra. Tại ai không chịu chưa sửa mình, mực mài mà cho vẹn chứ sân trình về thế. Ai ơi bình lẫn nữa chi nghe bằng, mà giáo khuyên tu thì cho sống. Đừng sợ rồi mất cái công, cực ca nhiều biết ca được thoát dòng nguy nan. Từ đây thay tiếp chưa đổi mà, dần đâu có biết sẵn sàng ba năm. Thình tị ngõ mới âm thầm, còn về mà về tới sai lầm cũng tiêu. Ngồi buồn ôi hỏi hiu, nói gì mà cho chúng cho đó chiều. Còn ở đâu chúc sừng năm mới mà rầu, chúc anh mà giới chị múc câu Di Đà. Bần nay chúc hết cả nhà giao thừa, mà chấp nhận cạn qua đấy rồi. Bình minh chưa có người ơi thì là tan nát, nhánh trồi gãy ngang. Ôi rồi tích tịch tịnh thang, cả kêu mà quý đạo phục hàng. Mau đi về nhà niệm Phật tu đi, đừng nên tin tưởng có gì ở đâu. Hằng ngày làm lụng đối câu, đêm về niệm Phật đừng sầu đừng lo. Ta là ông lái đưa đò, bao năm xuất tán chỉ do dân tình. Nhưng mà dân chẳng có nhìn, tới đây mà tội tắt thình lình nào hay. Nằm tay đang hối phủ dây, lớp thì chết đói khổ gầy tâm thân. Lớp thì bị lũ giặc tần hẩm he và chế phế, đã gần không xa. Những không sao đã chỉ bà, làm sao thắng được nước nhà Việt Nam. Đây rồi mình chẳng có hầm, tới đây sung sướng mình làm những dương. Nghe rồi rồi lại mến thương, ráng tu chánh chánh đường đường y sĩ. Đêm nay ta chúc vậy thì, chúc sướng mà cô bác từ bi trao dồi. Tết này cũng thấy bội hồi, nhưng mà rốt lại ráng coi nghe người. Ráng tu thừa thánh từ từ, ráng làm mà cho phước được dư đầy tràn.
bận sĩ còn khổ gian nan, quyết kêu ba tánh đạo tràng lẽ mau, đóng mà kinh kể dồi trao sống chiều, thấy được chứ sắc màu đua chen. Trời ơi sao trắng trong phen, đây rồi sẽ tới thúc kèn chạy ra, đều là gặp quỷ gặp ma, đâu còn gặp được người ta như giờ, than ôi lắm lắm như thờ. Đây rồi cuộc thế hiện giờ nguy nan, không sao thấy việc rõ ràng, ráng tu bình tĩnh lúa vàng trong tay. Ở này bả tánh gái trai, Việt Nam thống nhất anh tài, lần ra thôi rồi đừng nghĩ mày ba. Nghe thầy mà giáo khuyến được ra mà người, chúc xuân mỗi vị vui tươi, giao thừa sắp đến người người cười đi. Đừng cười tiếng nhỏ hi hi, cười ơi cho lớn vậy thì nhân ơi. Chúng sanh như thể rộng bay, thừa ân, thừa đức, thừa ngày nghe chăm. Đừng thừa cái thứ lâu lắm, thừa người niệm Phật sang bằng công minh, thừa ai ăn ở trí tình, thừa người học đạo minh minh trong lòng, thừa người đất nước non sông biết tôn biết tính biết hồng biết lo, thừa tâm thanh tịnh ban cho, thừa tiền giúp chúng ăn no như mình, giao thừa đẩy giữ đức tin, thầy phong một chút cho mình nghỉ ngơi, giao thừa sẽ đến nơi nơi, anh em chuẩn bị rồi rồi đến nợ coi. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy cũng đọc trong đó cũng có một chút vui vẻ, cũng như là mình sắc bên kia nói hát hay nhờ có thầm hệ ráng chờ ráng đợi đừng chê lớp nào. Hôm nay thì vừa nói việc tu hành mà vừa khuyến khích quý vị, mà vừa hâm heo quý vị, mà vừa nói sự thật như vậy. Nếu mà mình có thừa dư cho giúp người ta đi, thừa ân đức nè, thừa tiền bạc nè, thừa cơm nè, quần áo thuốc men nè, để cho người ta đi. Đó, đêm giao thừa đó là thầy bịa đặt ra thôi, chứ giao thừa này giao cho ai đây? Ai lãnh cái gian san sự nghiệp rồi đấy? Trời đã thay đất đổ trời rồi, chỉ có tôn trưởng ta, tổng thống ta, ông vua ta lãnh thôi, chứ ta làm sao lãnh được. Bậc hiền mọn này xin cảm ơn hết tất cả chư quý vị đạo tâm cùng bằng tín đồ Phật giáo. Nếu trong này có khùng điên có nói trắc ẩn một hai dần thơ lý đạo thì xin tất cả quý vị anh em mình cũng tha thứ và giúp đỡ cho tất cả mọi anh em khác còn yếu chân mềm mại, tay rung chân rẽ nhé. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính thưa quý vị và quý vị bình minh quan hỷ đừng chấp trong một đêm nay gì bẩm sĩ cũng không được khỏe mạnh lắm. Xin kính thưa và chúc hết gia đình của tất cả đồng đạo, chỗ nào mà có đồng đạo có hộp thơ thì nhận lời của bẩm sĩ, mình người hiền không sao hết, mình người tốt còn nguyên. Đó vậy đó, mình người giỏi giống trong sạch thì mình làm giàu, hiểu không? Có gì hết á. Còn tu thì dành riêng cho cái người tu hiểu cái tâm sáng nè, tinh thần nè, chí khí nè, ăn nói miệt mài bán mua đắt lắm nha. Còn nếu mà mình làm giữ là hung á, mình mở miệng ra như khè có lửa làm gì, không ai lời mua hết á. Mình đỡ thừa hôm nay sao Phật trời không độ mình, không có đâu, Phật trời không độ vậy đâu, nhớ không? Xin kính mong tất cả anh em của mình bình dưỡng lại một chút, là cái địa quan địa thành của tất cả quý vị là rồng bay phụ múa trong đó, chứ phải chơi đâu. Mình là tiểu thiên địa, mình là một kho báu, mình là một lòng đất trời trong lòng mình á, chứ không thua ai đâu. Ráng cố gắng kiên nhẫn, mình biết trước cái sự đời là mình kiên nhẫn qua hết làm sao đó. Thôi thầy cũng xin chúc hết quý trò nha, mạnh khỏe nha, lăn lóc mà đêm giao thừa đến đây thăm thầy, cùng là thăm tất cả các vị thờ phượng ở Tây Dương biên cương ta ra chiều muộn tối nên thơ, thì thầy xin nhủ lòng cảm ơn quý vị và Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà nhà an vui nha. Ngày mai không được quyền nói chuyện lớn, chi vui vẻ nói chuyện nhỏ.
không đem đồng tiền ra vung phí vô sống. Mình trở lại ngày xưa đi quý vị, mình tập rồi mình vui cũng như ông điên vậy đó, như vậy đi nha. Đừng xâm phạm gì trong cái ngày mùng 1 là cái ngày giao thừa xong rồi. Mùng 1 này là đẹp lắm, tốt lắm, ráng hy sinh để sống được một năm nữa. Hay là nếu mà người tu đó, tao quản lại, tao nói không có ngày đêm đâu thầy ơi, vì người tu không có ngày mai. Nhưng xin đừng nói vẫn có, vẫn còn, vẫn có mãi mãi. Tại vì mình cục bộ đó, thì mình cho rằng mình tu mình không có làm gì hết, và mình không không vậy à, thì nó có cái tu cho mình. Không phải, tu phải hành, phải làm đúng, phải chịu đựng cực khổ quan tình, phải ăn đắng nuốt cay. Chứ không phải mà mình nói mình tu cái nó có cái tu cho mình đâu, không phải vậy đâu. Mình nói mình trồng cây phải trồng, chờ đợi, rồi mình phải khép cây, khép này kia nọ vô. Thì cái cây đó mới về mình. Còn này mình muốn ăn cái trái đó mà cuộc đời mình không trồng sao được. Còn hãy mình trồng mình dục bỏ đó vậy thôi. Thì xin cái năm mới nha quý vị, thông cảm đáng giềng, thông cảm anh chị em ruột của thịt của mình, thông cảm gia đình quan hệ hết, đừng có giận buồn ai nhau không. Điều đó là điều tốt nhất. Mình đem cúng Phật những món quà không bằng mình đem cái tinh tiến nhẫn nhục mình đem cúng, nghe không? Nam mô Di Đà Phật.